chào quý vị, xin kính chào tất cả bà con. Theo yêu cầu của rất nhiều người, thì bà con thấy tôi đã nhắc rất nhiều đến cái nhóm 72, tức là nhóm 72 kẻ mà tôi có thể khẳng định là những kẻ phản đảng, chống đảng. Thì bà con nói rằng chúng tôi rất muốn được anh đưa danh sách của bọn chúng lên và những cái điều kiến nghị của bọn chúng. Vâng, tôi sẽ đáp ứng cho bà con. Những cái kẻ này là những kẻ nào và chúng đã có những cái kiến nghị gì đối với Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cái phần đầu, đó là những kẻ cầm đầu và những kiến nghị phản đảng của chúng. Trên màn hình của bà con chúng ta đang nhìn, đây là trong cái nhóm cầm đầu mà chúng tôi và dư luận xã hội đều gọi bọn chúng là những kẻ phản đảng. Dùng từ phản đảng là nó hợp lý nhất bà con ạ, chứ chống đảng vẫn chưa đúng. Phản đảng vì trước đây bọn chúng đều là đảng viên Đảng Cộng sản, là cán bộ cao cấp trong các ngành nghề khác nhau và đã được ăn cơm dân, mặc áo đảng, được học hành, được nhà nước tài trợ cho học hành, mà rồi cuối cùng bây giờ chúng đang phản lại. Trong thời gian chúng còn đang công tác thì chúng có vẻ làm việc rất nghiêm túc, nhưng bắt đầu từ khi về hưu là bắt đầu chúng đổ đốn. Và như hôm qua, trong cái bài nói chuyện hôm qua tôi đã gửi đến bà con, thì cái bạn viết bài hôm qua, bạn đã tổng kết có đến trên 600 tên. Và ở đây chỉ là một nhóm 72, là cái nhóm đầu tiên nó khởi phát ra cái những cái nhóm phản đảng khác, và bây giờ nó có thể nói rằng nó là một đội ngũ đông đảng. Vâng, trên màn hình của chúng ta những gương mặt gạo cội như Nguyễn Quang A, như Nguyễn Minh Thuyết, như Phạm Chi Lan, như Nguyên Ngọc, như Tương Lai, và rất nhiều những con người đã một thời có chút danh vọng, có một chút học hàm học vị, nhưng bọn chúng thì lại đang thực hiện một cái bước gọi là phản đảng. Vâng, sau đây thì chúng ta cùng đến với một bài viết ở trên một trang mạng xã hội. Vâng, những kẻ phản đảng đó là biệt danh không phải chỉ có cộng đồng mạng mà của cả những người thân, đồng môn, đồng liêu và bạn hữu một thời đặt cho nhóm kiến nghị 72. Trong nhóm này có ông Nguyễn Đình Lộc, sinh năm 1935 ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, và từng là bộ trưởng thứ hai của Bộ Tư pháp giai đoạn năm 1992 đến năm 2002, thuộc thành phần cơ bản thời ấy và lại thông minh, ham học nên ông ta đã được cử đi đào tạo tại Liên Xô và có bằng phó tiến sĩ luật học. Sau khi về nước, ông ta được trọng dụng vào các vị trí quan trọng ở nhiều cơ quan khác nhau và là đại biểu Quốc hội các khóa 7, khóa 9, khóa 10, khóa 11, và tức là ông ta cũng được làm đại biểu Quốc hội đến 4 khóa. Vâng. Và cũng như Nguyễn Đình Lộc, tất thảy những người trong nhóm này đều từng là cán bộ cao cấp hoặc trí thức có danh tiếng một thời ở các bộ ngành của Trung ương và các trường đại học tại Hà Nội. Thế nhưng không bao lâu sau khi nghỉ hưu, cả Nguyễn Đình Lộc và những người trong nhóm này vì các lý do khác nhau đã nảy sinh bất mãn, cơ hội chính trị rồi tự diễn biến, tự chuyển hóa thành kẻ tự phản lại chính mình. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2013, Nguyễn Đình Lộc với vai trò là người cầm đầu nhóm kiến nghị 72, gọi là nhóm nhân sĩ trí thức, đã trao kiến nghị sửa hiến pháp tại văn phòng Ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Đây thực sự là nhóm chống đảng, chống nhà nước, phản đảng, gồm những cái tên cộm cán nhưng bất hảo như Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục. Và chúng ta bà con nhớ là Nguyễn Minh Thuyết hiện nay vẫn đang làm một chức vụ rất quan trọng, đó là Tổng Chủ biên chương trình cải cách sách giáo khoa, cải cách giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam. Vâng. Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, giáo sư Hoàng Xuân Phú, nhà văn Nguyên Ngọc, giáo sư Tương Lai, Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS Hà Nội, Phan Hồng Giang, tiến sĩ khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa Hà Nội, Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Duy Hiển, giáo sư, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên Viện IDS Hà Nội, Huỳnh Tấn Mẫm,
bác sĩ đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước năm 1975. Vân vân, còn danh sách có 72 tên và tôi có đầy đủ rồi. Nhưng mà vì đọc thì báo cáo bà con có khi nó phải hết cả chương trình, cho nên là tạm thời giới thiệu những cái gương mặt gạo cội đó thôi. Còn sau đây nếu bà con có nhu cầu thì tôi sẽ đọc cho bà con đầy đủ danh sách của 72 tên đó. Nhóm người này đã tự xưng trong bản kiến nghị rằng, xin trích ấy, chúng tôi những người Việt Nam ký tên dưới đây nói lên ý kiến để nhân dân ta có một hiến pháp đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ và sự phát triển bền vững của đất nước, mang lại tự do hạnh phúc cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Tất nhiên là nhóm người này không quên gửi kèm bản dự thảo hiến pháp 2013, gọi là tài liệu để tham khảo, thảo luận. Điều mà nói ở đây là trong nội dung của bản kiến nghị này có nhiều quan điểm sai trái mà lâu nay một số người thuộc nhóm bất mãn chế độ, cơ hội chính trị, phản động ở cả trong và ngoài nước được sự tiếp sức của các thế lực cực đoan, thù địch sử dụng như là một chiêu bài hòng chống phá đảng và nhà nước ta. Theo đó, những nội dung chính của kiến nghị chống đảng, phản đảng như sau. Thứ nhất, họ đưa ra yêu cầu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Điều 4 của Hiến pháp với lý lẽ vừa hết sức ngụy biện, vừa suy diễn một cách tùy tiện, vừa công kích nói xấu đảng ta. Trong khi đó, thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam từ ngày có đảng lãnh đạo đã chứng minh rằng chỉ có tổ chức tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam mới mang lại độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Hơn nữa, trong toàn bộ quá trình thực thi các bản hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và hiến pháp năm 1992 đều gắn liền với những thắng lợi vĩ đại do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đây là sự thật lịch sử hoàn toàn không thể phủ nhận. Do vậy, việc đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hiến pháp, nếu xét về mặt đạo lý thuần túy thì đó là hành động vô ơn bội nghĩa. Vâng, tôi cũng đã nói rất nhiều lần với bà con, từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vì dân, vì nước, vì dân tộc Việt Nam. Chúng ta thấy họ cũng sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, rồi chịu khổ, đồng cam cộng khổ với người dân và thậm chí còn phải hy sinh quyền lợi của bản thân rất nhiều so với nhân dân. Và cuối cùng cho đến bây giờ thì đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi mới thành lập đến bây giờ nó vẫn như vậy. Đó là gì? Vẫn tuyệt đối trung thành với đất nước, với nhân dân, với dân tộc Việt Nam và đang đưa cái đất nước Việt Nam chúng ta tiến vững chắc trên con đường phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Thứ hai, họ đòi phân chia sự lãnh đạo duy nhất của Đảng bằng cách yêu cầu thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập với lập luận, du ngủ, thậm chí là mập mờ đánh lận con đen như việc đảng cầm quyền chấp nhận cạnh tranh chính trị là phù hợp với xu thế lịch sử, là điều kiện cho sự phát triển của đất nước, đáp ứng đòi hỏi của nhân dân, kể cả các đảng viên trung thực của Đảng Cộng sản Việt Nam trước bối cảnh hiện nay của đất nước. Chúng ta thấy là gì? Hiện tại bây giờ, sau khi chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Đông Âu, trong đó có cả nước Liên Xô, thì chúng ta thấy những nước đa đảng, có mấy nước được ổn định. Nó đều tan nát, rồi tranh giành quyền lực, cấu xe lẫn nhau. Và đối với Việt Nam chúng ta, báo cáo bà con, hiện tại bây giờ chỉ có một đảng mà bọn chống đối nó đã như thế này, rồi cái bọn cơ hội chính trị, rồi cái bọn thù địch với Việt Nam ở nước ngoài, rồi cái bọn chống cộng cực đoan, đến bây giờ mà nó còn gửi tiền về thành lập tất cả các hội nhóm trong nước để phá hoại, thì tôi thử hỏi nếu như bây giờ mà cho ra đảng, chúng ta thấy ngay nước Mỹ còn sợ, vừa rồi còn tưởng xảy ra chiến tranh vì cạnh tranh quyền lực giữa hai đảng với nhau đó. Vậy Việt Nam chúng ta trong cái thời điểm hiện nay mà nếu theo lời của bọn này đòi mà chúng ta để đồng ý để đa đảng thì liệu đất nước chúng ta có được yên bình hay không bà con? Hay cảnh nồi ra nấu thịt như những nước kia đã sẽ lại diễn ra trên đất nước Việt Nam chúng ta? Chúng ta hãy nhìn sang một cái gương một cái đất nước gần đây nhất, đó là Myanmar. Đó, sự đòi của bọn chúng nó là như vậy đấy bà con ạ. Nha. Đúng là giọng điệu nói láo, bởi vì chẳng có nhân dân hay đảng viên nào chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ngoài những kẻ hèn nhát và phản động như chúng. Vì thế, nếu những ai bản lĩnh chính trị không vững vàng lại nhẹ dạ cả tin và mất cảnh giác thì rất dễ dàng sa vào cái bẫy của họ. Thực tế đã có một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, có tài sản không nhỏ đã bị mắc lừa và cuối cùng
là thân bại danh liệt. Chưa hết, có người chỉ vì ham cái bánh vẽ của bọn xấu để rồi phải ngồi tù vì tội phản dân hại nước. Nếu nói đến bánh vẽ thì chúng ta nhìn thấy hiện nay Ukraine là đang được cái bánh vẽ to nhất của Mỹ và NATO. Rồi các nước Iraq, Libya, Afghanistan, Ai Cập, rất nhiều nước nhờ nhìn vào cái bánh vẽ của Mỹ mà cuối cùng thì đất nước bây giờ đang tan hoang trong các cái đống đổ nát của nội chiến hoang tàn. Đó. Thứ ba, nhóm này đòi phi chính trị đối với lực lượng vũ trang. Họ đưa ra lập luận hết sức đơn điệu và lạc lõng rằng lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân, chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào như quy định tại Điều 70 của Dự thảo Hiến pháp năm 2013. Từ chỗ lập luận điên rồ này, họ đã đi đến chỗ ngông cuồng bằng việc đưa ra tuyên bố: chúng tôi yêu cầu bỏ quy định lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một đòi hỏi phi lý và vô cùng lố bịch. Vì nếu không có lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành thì liệu đất nước Việt Nam có được như ngày nay hay không? Và bài học về tình hình đảo chính ở Myanmar hiện nay là bài học cho những ai còn mơ hồ về vai trò lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng đối với lực lượng vũ trang, cũng như sự trung thành tuyệt đối của lực lượng vũ trang đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta hãy nhìn sang các nước ở bên cạnh chúng ta, Thái Lan, Myanmar, đó. Chúng ta thấy hầu như chuyện đảo chính xảy ra như cơm bữa. Thái Lan, từ khi mà đất nước chúng ta thống nhất từ năm 75 đến nay, đảo chính mấy chục lần. Myanmar thì ít hơn, nhưng cũng toàn do lực lượng quân đội đứng dậy đảo chính. Thái Lan cũng vậy. Hiện tại bây giờ cái ông thủ tướng bây giờ cũng là một sĩ quan quân đội Thái Lan đảo chính, lật đổ cái bà em của ông Thaksin. Và sau đó ông ta cởi bỏ bộ quần áo quân đội để đứng ra tự xưng là thủ tướng. Và hiện nay vẫn đang lãnh đạo đất nước Thái Lan. Đó, chúng ta thấy không? Ở những nước đó là quân đội không trực thuộc đảng phái nào. Chính vì vậy, nếu như quân đội cảm thấy những đảng phái nào mà không phù hợp với quân đội, họ có thể loại bỏ những cái người lãnh đạo của các đảng phái đó đi để họ cướp lấy cái quyền lãnh đạo. Và như vậy, ở các nước đó liệu có bao giờ có được sự yên ổn không bà con? Và vì vậy, chính bọn này nó là đảng viên của Đảng Cộng sản, nhưng bây giờ nó lại yêu cầu như vậy đấy bà con. Cho nên tôi gọi bọn chúng là những kẻ phản đảng, chính xác nhất. Đa nguyên chính trị, đa đảng lãnh đạo ắt sẽ xảy ra tranh giành quyền lãnh đạo và cuộc đảo chính ở Myanmar hiện nay, cũng như một số quốc gia trên thế giới thời gian qua, vừa qua, là bằng chứng, vừa là bài học để nhân dân Việt Nam không chấp nhận đa đảng. Vì vậy, nhóm kiến nghị 72 không đủ tư cách đại diện cho hơn 90 triệu người dân Việt Nam, mà chỉ đại diện cho chính họ, đó là những kẻ bất mãn với chế độ và cơ hội chính trị, rồi lại được các thế lực thù địch, phản động, bơm thổi, dụ dỗ, kích động, lôi kéo, cổ suý để thực hiện chiêu bài diễn biến hòa bình, chiến tranh không tiếng súng nhằm chống phá đảng và nhà nước ta, chống lại khát vọng xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thịnh vượng của nhân dân ta. Xin nhắc lại để mọi người đừng bao giờ quên rằng những kẻ chờ cờ, phỉ báng lịch sử, phản bội lý tưởng của dân tộc không bao giờ có kết cục tốt đẹp dù có chui xuống mồ. Luật đời là thế. Đối với những kẻ như Trần Hữu Tắc, Lê Chiêu Thống ngày xưa và thời nay là Hoàng Văn Hoan, Trần Xuân Bách, Nguyễn Hà Phan, Trần Độ, Bùi Tín, Hoàng Minh, Chính, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Trọng Vĩnh thì nỗi nhục phản quốc cùng với tiếng nhơ muôn đời không bao giờ gột rửa được. Vâng, có thể nói rằng chúng ta thấy rằng bọn chúng, tôi cho rằng chúng đang no ăn rửa mỡ. Sau khi được làm ông nọ bà kia một thời gian thì chúng nghĩ rằng mình sẽ phải còn được làm những vị trí cao hơn, mình sẽ phải được lãnh đạo cái đất nước này. Và chính vì vậy chúng nghĩ ra những cái trò rằng đòi đa đảng đa nguyên, thế rồi chúng đòi hủy bỏ hiến pháp, điều 4 hiến pháp, chúng đòi lực lượng vũ trang không trực thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó. Và cái mục đích cuối cùng bọn chúng là gì? Để tranh giành quyền lực và sâu xé. Và bà con biết nếu như những câu chuyện này nó xảy ra thì khổ nhất là những ai? Khổ nhất sẽ là những người dân. Ở các đất nước kia cũng vậy, chúng ta thấy những người dân vô tội bị bắn giết vô tội vạ, những người dân vô tội bị chết đói, bị chết vì bệnh tật, tất cả mọi cái đó dưới sự tranh giành quyền lực của một số kẻ. Và hiện nay 72 tên này, báo cáo với bà con, chúng cũng đang muốn cái đất nước Việt Nam chúng ta trở thành những kẻ như vậy, những cái đất nước như vậy đó, những tên như này. Ở đây thì chúng ta chỉ thấy có một điều này, hiện tại bọn chúng đã ra mặt
chống đối phản lại đảng như vậy. Nhưng rất tiếc, Bộ Giáo dục hiện nay vẫn đang dùng Nguyễn Minh Thuyết, trước đây dùng cả Trần Đình Sử, hai tên nằm trong cái nhóm này. Nhưng gần đây thì đã cho một tên nghỉ, đó là trên Trần Đình Sử. Nhưng tên Nguyễn Minh Thuyết vẫn đang giữ nguyên cái chức vụ là tổng chủ biên của chương trình cải cách sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đất nước chúng ta hết người rồi. Đất nước chúng ta không còn nhân tài. Nguyễn Minh Thuyết nó là một nhân tài đột xuất của thế giới hay sao mà lại phải dùng lại kẻ phản đảng đó để làm một chức vụ quan trọng như vậy? Và hiện nay chúng ta thấy giáo dục của nước nhà đang bê bết, nát bét hơn lúc nào hết. Đấy. Lại báo chí lại vừa có một câu chuyện đang vạch mặt những kẻ ở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đấy, nhưng vì nó chưa liên quan đến cái vấn đề sách giáo khoa cho nên tôi chưa gửi đến bà con. Trong ngày 1, ngày 2 tôi sẽ gửi đến bà con. Đó, bọn chúng đang hành động như vậy đấy. Mà tại sao mà hiện tại bây giờ lãnh đạo đảng và nhà nước lại vẫn cứ để cho bọn chúng lộng hành như vậy mà không có bất cứ ý kiến gì? Hôm nay có một bạn gọi điện về cho tôi đã nói, đảng có lắng nghe tiếng dân hay không? Đảng có lắng nghe lòng dân hay không? Vâng, và qua cái bài nói này thì thay mặt cho tất cả những người dân yêu nước trên cả nước và đã ủng hộ cho tôi trong thời gian vừa qua, xin kiến nghị với lãnh đạo đảng với nhà nước rằng những kẻ nằm trong nhóm 72 này phải bị trừng trị. Chúng là những kẻ phản đảng. Người dân chúng tôi nếu mà có những hành động sai trái thì có bị xử lý nặng không? Vậy những kẻ này chúng đã công khai chống lại đảng, chúng đã công khai công kích, thậm chí chúng đã gửi các cái văn bản kiến nghị này, không những ở đối với đảng mà chúng đã kiến nghị lên tận cả Liên Hợp Quốc, chúng kiến nghị lên tất rất nhiều các tổ chức ở quốc tế, đề nghị gây sức ép với Việt Nam, đề nghị cấm vận Việt Nam, đề nghị trừng phạt Việt Nam, thậm chí còn đề nghị xâm lược, đưa quân vào xâm lược Việt Nam. Chúng là như vậy đấy bà con. Ấy vậy mà bây giờ Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn đang dùng Nguyễn Minh Thuyết làm tổng chủ biên của chương trình sách giáo khoa, đề nghị nhân dân chúng ta cùng nhau phải lên tiếng tẩy chay Bộ Giáo dục và Đào tạo, tẩy chay Nguyễn Minh Thuyết, không thể để cho kẻ phản đảng đó tiếp tục được giữ cái chức vụ quan trọng là quản lý để phát hành sách giáo khoa cho nền giáo dục quốc gia Việt Nam. Vâng, bản tin của tôi hôm nay xin tạm dừng ở đây. Đây là phần đầu tiên nói về nhóm 72. Nếu ngày mai bà con mà có nhu cầu thì tôi sẽ đọc tên và chức danh của đủ 72 tên trong cái nhóm phản đảng này. Và sau đó thì tôi còn có rất nhiều danh sách của những nhóm khác như Văn đoàn Độc lập, như Lão mà chưa an, Già còn mất hết đấy. Và rất nhiều các cái nhóm hiện nay chúng đã tụ hội đến trên 600 tên phản đảng. Chúng đều là, vì tại sao gọi là phản đảng? Vì báo cáo bà con, chúng đều là những cán bộ cao cấp, là đảng viên. Đa số, tất nhiên cũng có những kẻ không phải là đảng viên, nhưng ít thôi. Còn đa số chúng là như vậy. Và hiện nay chúng đang hành động như vậy đấy bà con. Có một điều rất khó hiểu là không hiểu tại sao chúng chống đối ra mặt như vậy, chúng phản như vậy, mà chúng vẫn được sử dụng vào những công việc quan trọng và đặc biệt chúng không bị xử lý. Điều này một lần nữa xin gửi đến lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Vâng, bản tin nóng hôm nay của tôi xin tạm dừng đây. Xin kính chào bà con và xin hẹn gặp lại. Trong nguy nan vẫn gồng lên giữ đất, tổ quốc lóe lên hình tia chớp ngăn tù.